Cảm ơn các bạn đã đến với kênh ẩm thực của Yahoo Food. Thank you for your watching Yahoo Food Channel. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm món đậu hũ chiên xả. Thành phần nguyên liệu chúng ta rất là đơn giản. Thì mình đây là mình có một miếng đậu này các bạn. Các bạn nên lựa những miếng đậu dày hơn một xíu đó. Mình lựa một miếng đậu dày như thế này, mình sẽ cắt ra làm ba, mình chiên sẽ rất là ngon. Và ở đây là mình sẽ có là 5 cây sả các bạn. Bây giờ cái miếng đậu dày như thế này, mình sẽ cắt ra làm ba. Bây giờ đã thành ba miếng đậu rồi các bạn. Tiếp theo là mình sẽ cắt phần sả. Đậu hũ đậu vàng là các bạn, mình tắt bếp. Mình sẽ múc đậu hũ ra đĩa các bạn. Tiếp theo mình sử dụng là muỗng dầu ăn các bạn. Mình sẽ cho phần sả vào. Sả vàng rồi các bạn, bây giờ mình sẽ cho phần đậu hũ vào lại. Rồi bây giờ mình sẽ tắt bếp. Tiếp theo mình sẽ cho ra đĩa các bạn. Đậu hũ chiên xả rất là ngon này các bạn. Đó. Rất là thơm. Miếng đậu hũ nhìn rất là ngon này các bạn. Clip của mình ở đây đã hết rồi các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình. Nếu các bạn yêu thích kênh của mình, hãy bấm đăng ký, like, share, ủng hộ mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và xin chào các bạn.